Có nhiều tiền khiến tôi ít cao cả hơn, ít cao sang hơn, ít cao thượng hơn. Tôi nghèo thì tôi sẽ cao thượng hơn rất là nhiều. Bao nhiêu anh chị đang có cái suy nghĩ này? Người giàu hay người nghèo thì ai cũng tốt hết. Có điều rằng là niềm tin bên trong của họ thì nó khác nhau mà thôi. Chứ không phải là chúng ta thích giàu rồi chúng ta khinh nghèo. Chúng ta chọn sự nghèo khó rồi chúng ta coi rẻ sự giàu có. Luôn luôn tôn trọng mọi người, dù ai đi chăng nữa, làm công việc gì, ngành nghề gì, miễn là có cống hiến cho xã hội thì chúng ta cũng đều phải tôn trọng hết. Khác nhau là suy nghĩ khác nhau, tài sản khác nhau. Có nhiều tiền có khiến cho bạn cao cả và ít trong sáng hơn không? Nếu như bạn là người cao thượng, khi có nhiều tiền hơn thì bạn có cao thượng hơn hay không? Khi bạn có nhiều tiền hơn thì bạn có thể giúp được nhiều người hơn không? Bao nhiêu số anh chị ở đây là mình muốn giúp thật là nhiều người, giúp cho 1 người, 5 người, hay là 500 người, hay là 5 tỷ người. Nếu muốn giúp cho nhiều người hơn thì bạn có cần phải giàu có hơn không? Nên là bản chất nếu như bạn là người cao cả, nếu như bạn là người trong sáng, nếu như bạn là người cao thượng thì khi có nhiều tiền hơn, giàu có hơn, bạn sẽ càng trong sáng hơn, càng cao thượng hơn và càng có thể làm được nhiều điều tốt hơn để giúp nhiều người hơn.